Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài giảng về giao tiếp ngoại vi nối tiếp, viết tắt là SBI. SBI là một chuẩn đồng bộ nối tiếp để chuyển dữ liệu ở chế độ song công toàn phần do công ty Motorola thiết kế nhằm đảm bảo sự liên hợp giữa các vi điều khiển và thiết bị ngoại vi một cách đơn giản. Bài giảng của chúng ta hôm nay gồm 3 phần. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấu hình, tiếp đến là một số hàm và chương trình mẫu. Chip TIVA bao gồm 4 modul SSI, mỗi modul với chế độ SBI, microwire và TISSI hoạt động ở chế độ master hay slave, có thể điều chỉnh tốc độ xung nhịp bit, có thể chia tần số prescaler, kích thước khung truyền từ 4 đến 16 bit, có FIFO truyền và nhận riêng bao gồm 8 vùng với 16 bit dữ liệu, hỗ trợ ngắt và MIDI-MA. SBI là giao diện đồng bộ, có trình truyền được đồng bộ với tín hiệu clock. Tín hiệu này sinh ra bởi thiết bị chủ động, thiết bị ngoại vi bị động làm đồng bộ quá trình nhận chuỗi bit với tín hiệu clock. Trong giao tiếp SBI có sử dụng 4 tín hiệu số. Đầu tiên là tín hiệu SCLK, Serial Clock là tín hiệu clock dùng để truyền cho thiết bị bị động. MOSI là viết tắt của chữ Master Out Slave In, là cổng ra của bên chủ động, cổng vào của bên bị động dành cho việc truyền dữ liệu từ thiết bị chủ động đến thiết bị bị động. MISO là viết tắt của chữ Master In Slave Out, là cổng vào của bên chủ động và cổng ra của bên bị động dành cho việc truyền dữ liệu từ thiết bị bị động đến thiết bị chủ động. Và SS, viết tắt của chữ Select, đó là tín hiệu dùng để chọn vi mạch bên bị động. Có thể kết nối một số vi mạch vào mỗi giao diện SBI của thiết bị chủ động. Thiết bị chủ động chọn thiết bị bị động để truyền dữ liệu bằng cách kích hoạt thiết bị chọn chip trên vi mạch bị động. SBI là giao tiếp 4 giây, song công. Thanh ghi SSI F select để chọn chip. Trạng thái nghỉ và phát clock được lập trình thông qua bit SBO và SBH. Khi SBO bằng 0 thì trạng thái low được đặt lên trên SS in clock khi không truyền dữ liệu và ngược lại. SBH bằng 0 khi dữ liệu được lấy mẫu ở lần chuyển trạng thái thứ nhất và SBH bằng 1 thì dữ liệu được lấy mẫu ở lần chuyển trạng thái thứ hai. Ngắt SSI. Mỗi modul SSI bao gồm một ngắt. Điều kiện ngắt bao gồm FIFO truyền còn ít hơn hoặc bằng một nửa, FIFO nhận nhiều hơn hoặc bằng một nửa, hết thời gian chờ của FIFO nhận, tràn FIFO nhận, kết thúc truyền, DMA nhận hoàn tất việc truyền, DMA truyền hoàn tất việc truyền. Các ngắt trên có thể được kích hoạt độc lập. Code xử lý phải kiểm tra để xác định nguồn ngắt và SSI và xóa cờ. Để sử dụng module SSI, trước hết ta phải cấu hình thanh ghi. Sử dụng hàm System Control Peripheral Enable để kích hoạt SSI để sử dụng và kích hoạt cổng GPIO nào cần sử dụng. Tiếp theo, cấu hình cho các chân chức năng cho SSI bằng hàm GPIO bin configure. Hàm GPIO pin type SSI cấp quyền điều khiển cho những chân này cho SSI. Xem datasheet để biết chức năng nào được dùng trên mỗi chân. Đây là bảng các chân tương ứng với mỗi module SSI từ 0 SSI 0 đến SSI 3. Hàm SSI config set expire clock để cấu hình và kích hoạt cổng SSI cho chế độ spy master. Cuối cùng là kích hoạt module SSI bằng hàm SSI enable. Một số hàm khác bao gồm hàm SSI data get non blocking trả về true khi có dữ liệu được trả về và false khi không có dữ liệu trả về. Hàm SSI data boost để truyền dữ liệu. SSI data get dùng để nhận dữ liệu. SSI busy trả về giá trị
True, nếu đang truyền dữ liệu, thường được dùng để kiểm tra SSI truyền hết dữ liệu hay chưa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình mẫu. Chương trình sau đây chỉ ra cách để cấu hình SSI 0 thành SPI Master. Ví dụ này sẽ gửi 3 byte dữ liệu và hỏi FIFO cho tới khi nào nhận được 3 byte. Đầu tiên chúng ta sẽ include các file header vào thì chương trình mới có thể chạy được. Ta định nghĩa number SSI data là số byte gửi và nhận, ở đây là 3. Tiếp đến ta cấu hình UART về các hàm cấu hình UART thì các bạn có thể tham khảo bài giảng về UART. Chúng ta đi vào chương trình chính. Cấu hình xung clock bằng hàm System Control Clock Set. Ở đây giá trị System Control Crystal phải được thay đổi phù hợp với giá trị của thạch anh, ở đây là 16 MHz. Tiếp theo ta cấu hình giao tiếp nối tiếp để hiển thị tin nhắn, chỉ dùng trong ví dụ này. Ta hiển thị cài đặt trên giao diện bằng hàm UART print. Tiếp đến ta kích hoạt SSI 0 bằng hàm System Control Peripheral Enable. Ở đây giá trị SSI sẽ thay đổi từ 0 đến 3, tương ứng với 4 module SSI trong chip Kitiva. Tiếp đến ta kích hoạt cổng GPIO. Ở đây SSI 0 được sử dụng với port A từ chân 2 đến chân 5. Các cổng và chân thực tế có thể khác nhau tùy vào module SSI được sử dụng. Các bạn có thể tham khảo thêm dataset để biết chân nào ứng với cổng nào. Tiếp đến, ta cấu hình cài đặt GPIO cho các chân SSI bằng hàm GPIO bin type SSI. Tiếp đến, ta cấu hình cổng SSI ở chế độ master bằng hàm SSI config set expire clock. Ở đây, chúng ta sử dụng SSI 0, nguồn cấp clock hệ thống. Trạng thái low được đặt lên chân SSI clock khi không chuyển dữ liệu, tức là mode 0. Các bạn có thể tham khảo dataset để biết mode nào được sử dụng ứng với SBO and SBS nào. SSI ở chế độ master, tần số là 1 MHz và 8 bit dữ liệu. Cuối cùng ta kích hoạt module SSI 0 để có thể sử dụng SSI bằng hàm SSI enable. Trước hết, ta dùng hàm SSI data get non-blocking để kiểm tra để đọc dữ liệu còn lại trong cổng SSI, đảm bảo FIFO đang trống để cha có thể truyền dữ liệu. Dữ liệu gửi ở đây gồm 3 byte BIF. Hiển thị dấu hiệu thể hiện SSI đang truyền bằng hàm UART print. Tiếp đến ta gửi 3 byte dữ liệu bằng vòng lặp for và hàm SSI data boot. Dùng hàm SSI busy để chờ SSI kết thúc quá trình truyền. Tiếp đến ta nhận 3 byte dữ liệu bằng hàm vòng lặp for và hàm SSI data get. Đồng thời hiển thị dữ liệu đang được nhận bằng hàm UART print. Đây là các tài liệu tham khảo. Các bạn có thể tìm trên Google. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau đây là phần demo chương trình. Chọn tốt độ boot.